Xin chào các bạn thí sinh bước nhảy ngàn cân. Chắc chắn tụi em hơi tò mò tại sao tụi em phải thức dậy sớm hơn giờ bình thường đúng không? Hôm nay ban giám khảo có một thử thách mới cho các bạn. Các bạn sẽ nhảy với một cái đạo cụ bắt buộc, và chúng tôi có để nhiều nơi khác nhau. Thủy Tiên, qua phòng tập liền và em sẽ gặp một huấn luyện viên. Anh ấy sẽ đưa em một cái bài tập thể lục. Em vượt qua cái thử thách đó, em sẽ biết đạo cụ của em nằm ở đâu. Ánh Nguyệt, đạo cụ của em nằm trong tủ lạnh. Đi tìm đi, mà nhớ đừng có ăn gì. Minh Thảo, hãy đi tìm cái hộp quà nhiều màu, cái đạo cụ của em trong đó. Ngọc Sơn, đạo cụ của em không có nằm ở dưới đất, nó đang lơ lửng. Thì nếu mà em muốn tìm cái đó, em phải sử dụng cái thông minh của em, đi tìm đi. Anh Kiệt, nó có một chú dịch, nó sẽ chỉ em cái đường tìm cái đạo cụ của em. Quỳnh Thanh và Nguyễn Thắng, các em phải vượt qua 5 km chạy bộ. Đạo cụ của các em nằm ở phòng tập gym. Vượt qua 5 km chạy bộ đó, tụi em được phép tìm đạo cụ của mình. Chúc các em may mắn tìm được đạo cụ của mình. Bye bye. Dạy ngay, mê ngủ vừa thôi. Dạy tập thể dục và tập nhảy mau. Thầy John Quy gửi khoa, cái gậy này chính là đạo cụ mà em phải sử dụng trong bài thi tuần này. Chúc em thành công. Bột đá hả? Hay sao? Anh à, không Thắng, mình đây rồi. Ra chị tìm được đồ của em rồi nè. Ồ, xong. May quá, của em là gì?